Thưa quý vị và các bạn, nghề nuôi rắn ở xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường đã có từ lâu đời. Trước đây, trong lúc nông nhàn, người dân bắt rắn để ngâm rượu, làm thuốc, làm thực phẩm. Đến nay, hầu như nhà nào cũng nuôi rắn hoặc buôn bán, chế biến những sản phẩm từ rắn. Năm 2006, làng rắn Vĩnh Sơn đã được công nhận là nghề truyền thống và được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam vinh danh là một trong 12 làng nghề tiêu biểu của cả nước. Từ sản xuất chăn nuôi rắn đã góp phần thúc đẩy nền kinh tế xã hội của địa phương phát triển ổn định, bền vững với tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 18,2% một năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng một năm. Hàng năm có từ 1.300 đến 1.400 người tham gia chăn nuôi chế biến rắn, chiếm khoảng 25% tổng số dân của xã và chiếm 42% số người trong độ tuổi lao động. Trong những năm gần đây, nhà nước đã có chủ trương duy trì phát triển làng nghề truyền thống. Nhân dân trong xã Vĩnh Sơn đã được hỗ trợ vốn trong chăn nuôi rắn thông qua các hình thức vay ưu đãi. Cùng với đó, nhiều đề tài, dự án khoa học và công nghệ do Viện Công nghệ Sinh học, Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Phúc chủ trì thực hiện đã được ứng dụng vào thực tế nhằm duy trì, bảo tồn và phát triển làng nghề nuôi rắn truyền thống. Theo đề án phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Tường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, xã Vĩnh Sơn cũng nằm trong vùng quy hoạch xây dựng thành điểm làng nghề chăn nuôi rắn, du lịch, dịch vụ. Đây sẽ là điều kiện thuận lợi để người dân Vĩnh Sơn có thêm cơ hội nhằm quảng bá các sản phẩm, thương hiệu làng nghề rắn của địa phương với khách hàng trong và ngoài nước. Thương hiệu là một trong các nhân tố quan trọng góp phần duy trì mở rộng phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta hiện nay, các doanh nghiệp đứng trước việc cạnh tranh gay gắt, nhất là khi có nhiều hàng hóa của nước ngoài thâm nhập vào thị trường Việt Nam. Chính vì vậy, việc xây dựng và bảo vệ thương hiệu cho hàng hóa của mình là điều hết sức cần thiết đối với các doanh nghiệp. Xác định được vấn đề này, ngay từ khi bước vào đầu tư hoạt động kinh doanh tại Vĩnh Phúc, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và phân bón Phú Điền, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm từng bước tạo dựng uy tín, thương hiệu cho sản phẩm phân bón Phú Điền. Sau khi ra được cái sản phẩm đầu tiên, thế thì lãnh đạo nhà máy cũng như tất cả tập thể cán bộ công nhân viên là xác định ngay là vấn đề thương hiệu là một trong những vấn đề sống còn của sản phẩm. Chính vì thế là chúng tôi đã thành lập và chúng tôi đã thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu và với cái logo của phân bón Phú Điền là 7 hạt lúa vàng trên quả cầu xanh, và chúng tôi đã đăng ký ở Cục Sở hữu và Trí tuệ. Thương hiệu này rất quan trọng bởi vì nó thể hiện được cái uy tín chất lượng của sản phẩm, mà để bà con nhân dân nông dân là khi mà mua cái sản phẩm thì người ta nhận biết rất là dễ dàng. Mà cái thứ nhất, cái thứ hai là mình phải bảo vệ cái thương hiệu mình để không bị các mặt hàng khác một là nó nhái sản phẩm của mình, hai là làm hàng giả cái thương hiệu của phân bón Phú Điền. Với phương châm lấy chất lượng sản phẩm đặt lên hàng đầu, trong những năm qua, nhà máy phân bón Phú Điền không ngừng đầu tư, cải tiến dây chuyền công nghệ hiện đại, đồng bộ, đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng tốt nhất và có sức cạnh tranh trên thị trường. Các mặt hàng phân bón NPK sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008. Các mặt hàng phân bón NPK sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008 từng bước tạo được thương hiệu trên thị trường tỉnh nhà và hướng ra thị trường các tỉnh lân cận, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Tôi cũng là một khách hàng kinh doanh của cho công ty, coi như là từ năm ngoái giờ thì qua thời gian tổng kết cũng được hơn một năm rồi, thì cái mức tiêu thụ so với bà con nông dân người ta đánh giá chất lượng là ổn định, mà cái nhà tiêu thụ nguồn phân bón nó ít hơn, nhưng mà tính ra là năng suất vẫn cứ cao và được sâu bệnh nhiều. Với chiến lược phát triển thương hiệu được thực hiện hiệu quả, sản phẩm đảm bảo chất lượng, hiện nay công ty có khoảng 400 đại lý ủy quyền tại Vĩnh Phúc, 200 đại lý tại các tỉnh thành trên toàn quốc. Nhờ vậy, nguồn hàng của công ty luôn được bà con nông dân tin dùng và lựa chọn, góp phần đẩy mạnh lượng hàng hóa được tiêu thụ. Chỉ tính riêng trong vụ chiêm xuân 2015, các đại lý của công ty đã bán được trên 30.000 tấn phân bón Phú Điền các loại. Có thể nói, bên cạnh yếu tố dây chuyền sản xuất, chất lượng, mẫu mã các loại sản phẩm, thì việc khẳng định và nâng tầm thương hiệu của mỗi doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng, chiếm lĩnh thị trường, tăng sức cạnh tranh, góp phần đem lại sự tin tưởng của khách hàng đối với các sản phẩm của mỗi doanh nghiệp.